Sáng ngày 12 tháng 7, Ban Liên lạc Đơn vị Truyền thống Cựu Thanh niên xung phong huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đơn vị Thanh niên xung phong C6, đoàn N29, mặt trận Lào, huyện Tuyên Hóa năm 1974, năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quang Trung, trưởng Ban Liên lạc Đơn vị Thanh niên xung phong, đoàn N29, mặt trận Lào, tỉnh Quảng Bình. Do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và yêu cầu của cách mạng Lào, đoàn N29 được thành lập tháng 1 năm 1973. Đội tiền trạm ưu tiên của đơn vị N29 có 28 người, riêng huyện Tuyên Hóa có 10 người thuộc xã Thanh Hóa cũ. Sau đó, tùy tình hình chiến trường, yêu cầu bổ sung quân theo từng đợt. Tổng Quảng Bình có gần hơn 1.000 thanh niên làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, nhập ngũ từ tháng 1 năm 1973 đến đợt nhập ngũ cuối cùng vào tháng 10 năm 1974 và hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương vào tháng 12 năm 1975. Với đặc thù của đơn vị là dân công hỏa tuyến, C6 cùng các đơn vị bạn và bộ đội thi công thông tuyến, đảm bảo mạch máu giao thông nhiều tuyến đường để phục vụ vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược vào chiến trường BKC, đục đá cải tạo hang Na Tơ, cải tạo hang Tỏ Hưa để làm bệnh viện tỉnh Savannakhet và tham gia xây dựng nhiều công trình phát triển kinh tế thời chiến. Các công trình thủy lợi Huế xã Khuông, thủy lợi Na Tơ, đến nay các công trình đó vẫn hoạt động tốt. Chiến tranh đã lùi xa tròn nửa thế kỷ, lực lượng thanh niên xung phong C6, đoàn N29, mặt trận Lào huyện Tuyên Hóa vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, luôn thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, thường xuyên ôn lại những kỷ niệm khoảng thời gian sống và cống hiến cho đất nước, cho tình hữu nghị, đặc biệt Việt Lào. Hiện nay, lực lượng thanh niên xung phong C6, đoàn N29, mặt trận Lào huyện Tuyên Hóa có 70 người, tất cả đều là những người lao động, sản xuất giỏi. Có nhiều đồng chí là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào làm kinh tế và giúp nhau làm kinh tế giỏi. Tại lễ kỷ niệm, có 26 đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong.